lần trước đâu. Bảo ơi, cố lên. Bảo ơi, cố lên. Ông đuổi. Quý vị các bạn đang theo dõi trận thi đấu số 8 giữa hai vận động viên Trần Bình Đức, chùa Linh Thông góc tay đỏ gặp Đinh Gia Bảo, huyện Bình Đức góc tay xanh. Tiếp theo ban tổ chức sẽ tổ chức trận thi đấu số 9 giữa hai vận động viên Hoàng Phú Giáp, chùa Linh Thông góc tay đỏ gặp Nguyễn Bảo Nam, huyện Bình Đức một góc tay xanh. Hai vận động viên chuẩn bị. Dừng hết thi đấu, các bạn phải đủ chín. Bảo ơi, cố lên. Chân con. Làm sao sao? Hay lắm. Trọng tài công nhận đỏ đánh ngang cho sân xanh. Xanh thắng, vận động viên Đinh Gia Bảo thua vòng trong.